cắt này, vô. Review mì siêu cay, đấy, mì Sam Giang, thấy chưa? Rất là to luôn, 140g nè, đang nấu nước này. Hôm nay sẽ ăn thử xem là mì Sam Giang nó như nào. Rất là nhiều người ăn cảm giác đó, rất là cay. Đây, đầu tiên là mình cho cái gói này có hành thôi, gói cay nè, ấy. Ui. Hay hơi quê quế rồi đó. Này, anh này thấy chưa? Ui, to vãi chưởng luôn đó, tôi nói thật. Các bạn nhìn bằng cái mặt tôi này. Đây, anh em thấy chưa? Bằng cái mặt này, đấy. To hơn cái mặt này luôn các bạn thấy chưa? Mì này á, chứa mì. Ui, to hơn cái nồi luôn anh em ơi. Dạ. Thấy rồi, thấy rồi nè. Ui, rồi rồi, để đây, lấy đũa đi, đũa. Lấy cái bịch hành bỏ vô luôn anh. Nó mì Sam Giang không bằng. Đổ vô, đổ vô, đổ vô. Từ. Cho cái ấm nước. Rồi được rồi, đổ vô. Đổ vô anh em ơi. Đổ vô. Trời ơi. Này lần thứ mấy mình ăn mì rồi? Hai phải không? Hai. Điểm cho này xúc vô. Xúc. Ok, rồi cho cái đó nó vô. Cái này mới đặc biệt nè. Ê. Vãi. Ông định cho hết hả? Sao? Cho hết đi. Thôi 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 thôi. Để em đem chứ. Ui. Mì của con á. Dạ cái này. Để đều ra. Để cái này nó. Trời ơi, cay lắm luôn á. Cay mới ngon. Đi làm. Trộn lên anh em nha. Úi dồi ôi, nhìn nó cay kìa. Ừ, mùi nồng lắm luôn á. Trộn đều lên, trộn đều lên. Mùi nồng lắm. Ừ. Đầu bếp chuyên nghiệp nè. Anh em nhìn nè. Chưa gì nó sức mồi đó. Rồi về xét cảnh tối nay nổi mấy cục mụn nữa. Thì đây mình đã chuẩn bị một hai chai nước, tràn đạt và thằng chai của mình. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử nha. Hôm nay không có thằng Lâm đâu, tại vì em nó bị bệnh nên em nhào trong em cho nên là nó không đi được nha. Mọi người thông cảm. Chia buồn cho anh Lâm. Sao quạt kỳ vậy ta, chỉnh lại cái quạt đi. Chỉnh quạt nghe mình à. Họ nó nghĩa phù phù quá. Không, cái này chống gió mà. À quên. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Mát không? Ừ? Mát không? Mát. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức thử nha mọi người. Anh ăn trước đi. Trời ơi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ thưởng thức thử. Xúc xích có ớt luôn chứ. Xúc xích có ớt nha anh em. Lần đầu tiên mình ăn mì cay luôn á. Wow. Oh, thật là quả chưởng các bạn ạ. À. Rất cay luôn nha. Nó giống như là bây giờ tôi sẽ ăn thử mì nha. Tại vì mì nó sao ta, nó ngấm ngấm nhiều nhất. Một miếng nhỏ thôi nè. Sao? Ý kiến gì của anh này? Mình chỉ ăn một chút thôi nhưng mà nó đã bằng cái lượng cay mà mình ăn mì hảo hảo mình bỏ một trái ớt rồi. Ăn thử. Rất là cay luôn các bạn, tôi nói thật với các bạn đó. Hồi này chắc ăn ít thôi. Quan trọng là bây giờ tôi đem xuống cho ông bà tôi ăn thử thôi. Tôi thấy nó ăn nhiều nhất có thể nha. Không cay lắm kìa. Nó rất là nước. Rất cay luôn nhưng mà tôi sẽ cố gắng ăn đến khi nào mà tôi chịu không nổi và tôi sẽ uống nước. Rồi phải chỉnh lại cái mic. Ok đấy. Tôi nói thật với anh em luôn là nó rất là cay mà rất là ngon. Tôi sẽ cố gắng ăn tối đa nhất có thể của tôi, xem là tôi trình cho ăn cay như thế nào nhé.
Thưa tôi nói với bạn, cái mì này nó rất là cay. Nó cay đúng cái kiểu mà các bạn chét ớt vào mồm ấy. Càng ngày càng cay. Wow. Em ăn mấy hai miếng cũng chết vậy này. Tôi sẽ cố gắng hết. Thật sự là rất cay nha. Miếng cuối cùng của Đỗ Tiến Đạt anh em. Kết thúc cuộc đời tại đây. Giỡn ấy. Đúng rồi mày. Chị mày yên thần chứ. Được chưa? Ok, ăn đi. Ui. Hết nước rồi nha. Đi xuống lấy. Ui trời. Anh em nhìn cái mồm của nó này. Trời ơi, thật anh em luôn, nó rất là cay. Rồi ăn thử mì đi. Thôi ăn đi được rồi. Thử đi. Đổ ở đâu? Nó xúc xích mì nè. Ngon mà. Gửi quái. Cay không? Không. Ông nội ăn có nhiêu đó cay gì? Đâu, ăn đương nhiên nó biết là không có cay đó. Nếu các bạn đã xem clip này, các bạn thấy hay like, subscribe và ủng hộ mình nhé. Rất là cay các bạn nhìn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn những video sau.